Rất nhiều các cây cảnh mà được trưng bày, nhưng có một gian như là một gian hàng được bày, đó chính là câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Bà Triệu. Hôm qua ở đây là cũng giao dịch nhiều lắm. Vâng. À thế ạ? Anh em chuyển đi hết hả? À bây giờ thì tôi sẽ quay một số cây đẹp của câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Bà Triệu. Con này là của người khác rồi. Của anh đệ. Đấy nữa có người trả hơn 20 triệu. À, hơn 20 triệu mà chưa bán hả? Hơn 20 triệu. Có ông về ông quận này. Chúng ta thử xem một tác phẩm thứ nhất của Bà Triệu. Hay chứ anh lên tiền nhiều. Sau là phải để bùng rồi. Con đấy nhiều tiền không? Đang nuôi mà. Bán 10 triệu. Nhưng mà anh cũng chưa xuống. Rồi. Chiều. Mà chúng ta xem một cái tác phẩm bán 10 triệu xem nó như thế nào. Mà phôi thôi. Phôi. Phôi nhưng mà cũng là bán. Xuống năm lại. À, một cây đã giả đến những cái cây này chục thì triệu. Với cái giá tiền như thế thì cứ để mà chơi vô tư an toàn. An toàn hả? Cứ để cứ hàng năm cây rất già như được làm lại. Mình có là năm nó lên vài cái, triệu cái cổ này ngày trước anh không đã tí nữa. Đắc lên như nó đẹp. Chúng ta lại tiếp tục quan sát cây của câu lạc bộ Bà Triệu. Bán hàng chợ nhỉ? Nhưng mà câu lạc bộ mang đến thế này là để tham gia kiểu như là hàng chợ, hội chợ. Chứ không phải là trưng bày mà là tham gia bán luôn. Đấy, cũng là một cái hình thức câu lạc bộ tập trung để bán. Cũng là một cái hình thức. Không bán được. Mới bắt tay thôi. Cái này còn chưa ra. Còn anh Tuấn béo quá. Cứ bán lại kia. Đâu cây nào nhỉ bạn nhỉ? Cây trong kia. À một cái cây đây là bắt tay rồi. Chắc là cây này cũng phải ban tổ chức lấy mà. Anh phó ban tổ chức. À cây này. Chủ tịch hội. Phó chủ tịch ông Tuấn. Ông Tuấn. Cây này mà ông Tuấn lấy. Ông lấy bao nhiêu nhỉ? Lấy 15 triệu. 15 triệu. Ôi giời, thế thì được. Vừa phải quá. Nếu cây 15 triệu hợp lý rồi. Lại cho bạn anh em chơi mà. Ừ, cây này mà 15 triệu thì hợp lý quá. Này thì lấy được rồi. Bệ quá già. Bệ quá già. Cành cũng đẹp. Chụp hoành. À, tôi lại có điện thoại. Rất hợp lý. Cây này cũng giao dịch rồi. Con này 42 triệu. Ôi dồi, cây này 42 triệu cơ. Nhiều đầu nhá. Yeah. Đường này nó dị thân lắm. Ừ, dị thân. 42 triệu mà phôi. Đấy, cũng đã được giao dịch. Như vậy chúng ta đã được nắm những tác phẩm để giao dịch trong những ngày hội chợ của câu lạc bộ mang tới. Nắm xem bộ cái phôi 42 triệu này. Giao dịch mang lại kia rồi này. Mang lại nhà Tân Hoa ấy cũng có. À thế à. Cũng đã đem vào đấy hả? Tác phẩm nhiều đầu. Bốn mươi hai triệu. Đúng là một sự thành công của triển lãm. À, cây này 30 triệu chưa bán. Song thụ 30 triệu chưa bán. Cây này rất đẹp đấy em ạ. Ừ, song thụ rất đẹp, 30 triệu chưa bán. Đấy.
cũng là những thành công với tác phẩm Song Thụ. Tác phẩm Nhiều Đầu. Đấy, những góc họp chợ, anh em đang họp chợ trao đổi. Nhưng mà chắc là sợ lỗi bí mật sao ấy hả? Ừ, thoải mái rồi, ok nhá. Rồi rồi. Dạ, dạ, dạ. Okay, em chưa đủ cảm thụ, không biết cái cây nào nữa. Thế à? Cứ thấy mênh mông à? Rồi. Cây đấy để ta để ở dưới, để xong. Vâng. Vâng, vâng, cây nào đẹp được thấy là cứ tâm lại học hóa. Vâng. Nghe vâng, chú vâng, nói vâng, anh em có cây. Vâng, xin chào anh nhé. Vâng. Anh đương ở trong khu vực huyện đây ạ. Vâng ạ. À vâng, vâng, đoàn trong huyện ra thăm anh em. Vâng. Hội viên hội sinh vật cảnh. À. Hội sinh vật cảnh. Alo. Ừ. Tác phẩm Tường Vi. Đi cho xem phim mấy rồi để vào trong này làm lại. Hai anh chị đi coi bàn thôi. Có một câu á. Đẹp. Đúng rồi, một con đẹp. Thằng trên thành phố. Ừ, giá bao nhiêu? 175. À, 175. Xem 175. À, vườn anh D. Tập hợp cúp độc lập. Đó, cũng được đến hơn 100 triệu cây này. Như đúng là cây này là một trong các cây đẹp. Hoa đẹp. Câu lạc bộ vài triệu. Chào bác Vinh Nguyễn nhá. Rồi, chào bạn à. Bác đây. Khỏe không? Đây vẫn cây của bạn à? Vâng ạ, đây là cây của anh em câu lạc bộ. À, câu lạc bộ, rồi, cây câu lạc bộ. À. Đợt này thì cũng anh em cũng mang đi 50 tác phẩm. À, đúng rồi. Rất trong đó nổi tiếng. Đấu giá được 2 tác phẩm. Đấu giá, và 2 tác phẩm. Và vườn anh đê là có rất nhiều cây đẹp. Trong đó có những tác phẩm cũng có tương lai. Lào Mai. Cũng có tương lai, đúng không? Hàng cổ và già. Một trong các hàng cổ và già. Ở sân đây con ra nào giao dịch mạnh nhất là nhiều tiền nhất là 2 tỷ rồi bác. Vâng. Đã bán giao dịch 2 tỷ. Giao dịch con 2 tỷ là của anh Tuấn thầy. Tuấn thầy chùa. Vâng. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là mới là thẩm định nên là chưa có thể đưa tin chính thức được. Đúng là cây cúp độc lập càng nhìn càng thấy đẹp. Bởi vì nó là một cây đặc biệt. Nó là một cây đặc biệt. Và nó ở cái độ sáng tạo. Cây này là mang cái giải thưởng sáng tạo. Và một cái cây độc lập mà mang theo thẩm mỹ của người Việt Nam. Muốn tự do và muốn độc lập. Muốn tự mình vươn lên trong cuộc sống. Đó là những ý tưởng riêng của bonsai Việt Nam. Bonsai nước ngoài thì người ta có thể làm bóng, người ta chỉ nghĩ đến bóng không. Nhưng cái ý tưởng tốt đẹp thì ở người Việt Nam rất chú trọng. Đó là một sự mơ ước của nền độc lập. Và lúc một chiếc cúp. Đúng như thế. Nó mang một tính nhân văn rất cao. Đó là một chiếc cúp độc lập. Còn thì về cây thì độ già đã là tuyệt vời rồi. Việc bình luận của tôi chỉ là một vấn đề bình luận. Cảm ơn các bạn cũng theo dõi sự bình luận này. Và bây giờ đã là giờ trưa.
câu lạc bộ đường chiều đãi trong một không khí không gian rất là ấm cúng của buổi trưa đang chuẩn bị rất là ấm cúng và những thành công trong ngày triển lãm.